Today's show will be presented in Oasis, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Spanish, and Thai.Xin chào quý khán giả hiền hòa, tôi là Phước Phạm từ Pleiku, Âu Lạc, còn được biết là Việt Nam. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2018, một chương trình sống động mang tên Cung Đàn Hạnh Ngộ đã được tổ chức tại xã Bình Châu,Cảnh sắc nên thơ, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Âu Lạc, Việt Nam. Sự kiện âm nhạc hoành tráng này quy tụ những màn biểu diễn độc đáo của các nghệ sĩ Âu Lạc Việt Nam tài danh. Điểm nhấn của chương trình là chúng tôi được vinh dự diện kiến Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư qua truyền hình trực tuyến. Tình thương thánh thiện của Ngài đã bao trùm và chạm đến trái tim của tất cả mọi người có mặt ở đó, tạo nên một không gian với những cung bậc ngọt ngào. Trong suốt chương trình,Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ân cần trả lời nhiều câu hỏi khác nhau của các nghệ sĩ về tâm linh và nghệ thuật. Ngài cũng có một thông cáo đặc biệt, tuyên bố ngày 3 tháng 4 là ngày quốc tế nghệ sĩ để vinh danh những người nghệ sĩ trong mọi lĩnh vực. Sự đóng góp sáng tạo của họ rất quan trọng cho sự tiến bộ xã hội và hòa bình thế giới. Sư phụ chia sẻ, tại sao cảm ơn tất cả mọi người?Mà không cảm ơn nghệ sĩ là những người đem lại rất nhiều an ủi, tinh thần cũng như vật chất, rất nhiều hạnh phúc, rất nhiều sự vui mừng, sung sướng cho những người trên thế gian này. Các nghệ sĩ vô cùng xúc động, một vài người không cầm được nước mắt khi Ngài gọi họ là Thiên Sứ Hòa Bình. Các vị khách quý tham dự chương trình đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Thanh Hải Vô Thượng Sư vì tài năng nghệ thuật phi thường của Ngài, cũng như tình thương bao la Ngài dành cho Âu Lạc Việt Nam. Xin mời quý vị cùng thưởng thức phần 1 của Cung Đàn Hạnh Ngộ, buổi hội thảo trực tuyến giữa Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư và văn nghệ sĩ Âu Lạc Việt Nam.Xin trân trọng chào mừng quý vị quan khách đã cùng đến với chương trình Cung Đàn Hạnh Ngộ ngày hôm nay. Tôi là Duy Khánh đến từ thủ đô Hà Nội và đây là người bạn đồng hành của tôi trong chương trình. Cô gái rất xinh đẹp Nam Thanh đến từ vùng đất Tây Nguyên với rừng xanh bát ngát. Và chúng tôi đều là những người thuần chay. Kính thưa quý vị, nghệ sĩ là thiên sứ của cuộc đờiBởi họ luôn mang trong mình tấm lòng trong sáng, trái tim yêu thương và khát vọng điểm tô làm đẹp cho thế giới. Chương trình nghệ thuật Cung Đàn Hạnh Ngộ là buổi họp mặt thân hữu cùng các văn nghệ sĩ Âu Lạc, còn được biết là Việt Nam với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Về dự với chương trình của chúng ta ngày hôm nay,Chúng tôi rất vinh hạnh được chào đón sự hiện diện của quý vị quan khách là các nghệ sĩ thuộc hầu hết các lĩnh vực nghệ thuật như tuồng, cải lương, ca kịch, điện ảnh, âm nhạc, văn học, thiết kế thời trang.
Ngoài ra còn có các quan khách thân hữu cùng các bạn đồng tu yêu quý trên khắp ba miền và thế giới. Kính thưa quý vị, tiếng cười mang đến cho mọi người không chỉ là niềm vui, sự phấn khởi mà còn góp phần thăng hoa tâm hồn con người. Và người thực hiện sứ mệnh đó chính là các nghệ sĩ hài. Xin được chào đón nhóm các nghệ sĩ hài nổi tiếng được khán thính giả vô cùng yêu mến. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ hài xuất sắc Hề Sa và nghệ sĩ hài được ưa thích Hữu Thạch. Xin được trân trọng và chào đón các nghệ sĩ cải lương, nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Tấn Giao, nghệ sĩ nổi tiếng Minh Minh Tâm, nghệ sĩ danh dự Như Huỳnh, nghệ sĩ được mến mộ Thanh Phong cùng phu nhân là nghệ sĩ khả ái Lê Hồng Thắm. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu nữ diễn viên của bộ môn nghệ thuật thứ bảy, đồng thời cũng là nữ diễn viên kịch nói xuất sắc, nghệ sĩ ưu tú Hương Dung. Xin giới thiệu nghệ sĩ tài năng Hoàng Thị Bình của đoàn ca múa Quảng Ninh. Ca sĩ với tiếng ca bắt nguồn từ đất khô, từ mưa gió, từ trong đá xưa. Họ gieo những thanh âm cuộc sống trên mọi nẻo đường quê hương, thắp sáng lên sự diệu kỳ của tình yêu thương và niềm hy vọng. Xin trân trọng giới thiệu nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên. Ca nhạc sĩ Trường Chay, nhà sản xuất âm nhạc Hà Okio. Ca sĩ dân ca tài năng Thi Nhung. Kính thưa quý vị, dù chỉ một lần đến với Huế mộng mơ, lắng hồn mình với giai điệu mượt mà của các làn điệu Nam Ai Nam Bình, lòng ta sẽ vương vấn mãi không thôi. Xin được trân trọng giới thiệu những danh ca danh cầm của nghệ thuật ca Huế, nghệ sĩ ưu tú Phan Di, trưởng đoàn ca kịch Huế, và phu nhân là nghệ sĩ ưu tú Thu Hằng, cùng với nghệ sĩ ưu tú Phong Thủy, nghệ sĩ Kim Tuyến, nghệ sĩ Đào Thủy, nghệ sĩ Trần Tuấn Linh và nghệ sĩ Trần Văn Vĩ. Xin chào mừng các nghệ sĩ. Xin trân trọng giới thiệu một stylist tên tuổi trong làng thời trang Việt Nam, nhà thiết kế thời trang nổi danh Lê Minh Ngọc. Kính thưa quý vị, nghệ thuật sân khấu hát bội hay còn gọi là tuồng là loại hình nghệ thuật sân khấu cổ truyền tiêu biểu của Âu Lạc Việt Nam bên cạnh chèo và cải lương. Và hôm nay chúng ta được đón chào tại đây nghệ nhân hát tuồng cổ Nguyễn Thị Minh Liễu, người nghệ sĩ đã 40 năm gắn bó với nghệ thuật hát tuồng cùng các nghệ sĩ tài danh Huỳnh Tấn, Mỹ Dung, Nguyễn Đạo An và Nguyễn Văn Thân. Xin trân trọng giới thiệu. Tới với buổi giao lưu hôm nay còn có các ca sĩ trẻ đầy triển vọng. Ca nương Kiều Anh, ca sĩ Long Min, Tích Kỳ, Thái Ngân, Minh Dũng, nhóm nhạc được mến chuộng bốn chị em. Cao Bá Hưng, Cao Khánh Linh, Nguyễn Hoàng Phương Linh và Nguyễn Hồ Thảo Linh. Cùng với sự góp mặt của các thành viên vũ đoàn chuyên nghiệp Modern. Vâng, và xin quý vị một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt chào đón tất cả các nghệ sĩ, các vị khách quý có mặt trong buổi giao lưu ngày hôm nay. Mở đầu chương trình, kính mời quý vị đồng hành cùng một trong những giọng ca nổi tiếng của Âu Lạc Việt Nam, nữ ca sĩ thuần chay Hồ Quỳnh Hương qua đoạn phim ngắn giới thiệu về đình bảo vật tại Âu Lạc. Với tất cả tấm lòng, Hồ Quỳnh Hương đã dành tâm huyết cho đình bảo vật để biến nơi đây trở thành nơi hội ngộ của những tâm hồn yêu nghệ thuật và khát khao tâm linh. Kính mời quý vị cùng thưởng thức đoạn phim ngắn giới thiệu về đình bảo vật. Từ một vùng đất đơn sơ và bình dị, với tấm lòng thành kính của những đệ tử tại nơi đây, khao khát mong muốn được tạo dựng vùng đất này trở thành đình bảo vật của Âu Lạc. Hôm nay, vùng đất bình dị mộc mạc đã trở nên huy hoàng tươi mới, đầy sức sống, đầy tình thương và tràn đầy ân phúc của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Hồ Quỳnh Hương mong muốn được chia sẻ niềm vui hân hoan này đến với tất cả quý vị khách quý. Và bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau khám phá vẻ đẹp thăng hoa từ những tác phẩm của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Và ngày hôm nay, có sự xuất hiện của stylist Lê Minh Ngọc, là một stylist hàng đầu Việt Nam đã có mặt tại đây.
anh đang làm việc với những nhà thiết kế hàng đầu tại Việt Nam và tạo dựng hình ảnh cho rất nhiều những nhân vật nổi tiếng như Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên, Á hậu Hoàn Vũ 2015 Lệ Hằng, ngôi sao ca nhạc Hồ Ngọc Hà, ngôi sao điện ảnh Ngô Thanh Vân, siêu mẫu Thanh Hằng, ngôi sao ca nhạc Tóc Tiên, ngôi sao điện ảnh Diễm My 9X và cả Hồ Quỳnh Hương nữa. Và ngoài ra, stylist Lê Minh Ngọc còn có một hãng thời trang riêng là Urbanista với các trang phục do anh thiết kế dành cho giới trẻ. Ngọc thấy rằng là khi mà Ngọc vào đây Ngọc rất là choáng ngợp bởi vì cái không gian ở đây rất là yên bình. Và khi vào đây thì Ngọc cảm thấy rằng là mình cảm thấy rất là thư thái và thoải mái. Không gian thì đẹp, xanh và đặc biệt là Ngọc thấy cái tâm của mình rất là tịnh. Những cái mẫu thiết kế của ngài Thanh Hải Vô Tự Sư bất ngờ bởi vì là Ngọc không nghĩ rằng cái người tu hành lại có thể làm những bộ sưu tập như thế. Ngọc thấy cái việc Ngọc thấy ngài sử dụng các chất liệu như là nhung này kết hợp với lụa hay chất liệu sequin ánh kim và rất là chuyên nghiệp. Bộ sưu tập này có rất nhiều màu sắc. Ngọc nghĩ rằng ngài là người rất là vui vẻ, dễ thương và Ngọc thấy rằng những cái mẫu thiết kế của ngài Thanh Hải Vô Tự Sư thì vừa đáp ứng được nhu cầu ứng dụng hàng ngày cũng như trình diễn và Ngọc nghĩ rằng là ai cũng có thể mặc được những bộ trang phục đấy. Và ngoài ra thì Ngọc thực sự bây giờ này đang rất muốn tò mò và muốn biết ngài như thế nào và tìm hiểu về ngài nhiều hơn. Ngọc đang rất là lúng túng bởi vì là Ngọc không nghĩ rằng mình có thể có cơ hội để gặp ngài. Và nếu có cơ hội thì Ngọc muốn rằng là ngài sẽ chia sẻ với Ngọc về tầm quan trọng của thời trang tô điểm cuộc sống hàng ngày. Những cái bộ trang sức này em thấy rất là đẹp. Không biết là của ai nhỉ chị Hương nhỉ? Kiểu anh biết không, những cái bộ trang sức này là của ngài Thanh Hải Vô Tự Sư thiết kế hoàn toàn đó em. Thật sự là rất là đẹp. Tại vì khi mà em nhìn vào những cái thiết kế rất là tinh xảo, rồi là đá long lanh nhìn như những cái vì tinh tú ở trên bầu trời vậy. Đúng rồi. Khi chúng tôi nhận được lời mời thiết kế cho khu đình bảo vật Bình Châu và nhất là ngôi nhà dành cho ngài Thanh Hải Vô Tự Sư, tôi thật là bất ngờ và tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn vì tôi hiểu được cái tầm quan trọng của công trình này. Đó là lòng thành kính của những con người nơi đây luôn hướng về ngài, tuy cách xa nhưng tâm không xa, để tôn vinh ngài, luôn thấy ngài hiện hữu tại nơi đây. Ngôi nhà nhỏ ấm cúng được thiết kế theo hồn của người Việt. Chúng tôi hiểu tiêu chí của ngài là bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến mọi chúng sinh, kể cả cây cối. Vì thế chúng tôi đa phần dùng vật liệu giả gỗ cho phần nội thất của ngôi nhà này. Lần đầu tiên đặt chân đến nơi đây thì được xem qua những tác phẩm của ngài Thanh Hải Vô Tự Sư và được nghe giới thiệu về ngài thì Long cảm thấy là xúc động và thực sự là cảm thấy hơi cay quá mắt những cái điều tốt đẹp mà ngài đã muốn gửi gắm đến giới trẻ và cho tất cả mọi người thì thực sự là làm cho Long cảm thấy là xúc động. Nếu bạn được gửi gắm một điều gì đó đến ngài Thanh Hải Vô Tự Sư thì bạn sẽ nói gì với bạn? Riêng Long thì Long muốn gửi gắm bằng cái chất trẻ của mình, bằng con người của mình và theo cái cách riêng của mình. Tại vì sau khi được tham quan và được xem qua thì Long cảm thấy là Long muốn dùng cái cảm giác xúc động của mình để viết lên một cái đồng răng của mình. Long viết về cái cảm xúc của mình khi mà mình bước chân vào đây và những cái điều mà Long đã thấy qua đây. Lần đầu tiên khi đặt chân đến đây, cảm giác đầu tiên khi con mắt con hơi cay, cay vì sự yên bình đến lạ, cay vì niềm chán hoặc hôn thả, rồi lại thấy bao say mê rồi dòng đời luôn hối hả. Để hơi thở ta thêm nhẹ nhàng khi đã quá mệt mỏi và vội vã, dường như những hy vọng trong tôi lại sáng lên, những cảm xúc dường như không có tên, hòa vào không gian những âm vang chẳng vội vàng chẳng hoang mang vì bao năm mình trong đôi dường như chỉ còn nhắm mắt tâm bình lặng gạt bỏ mọi lo toan, tâm vẫn biến giữa dòng để bạn biến để ta thức tìm thấy trong lòng sự an yên be vegan my bees be vegan. Peace.
khỉ. Và hôm nay là cơ duyên để những tâm hồn đồng điệu gặp nhau trong một không gian vô cùng đặc biệt, ấm áp và thăng hoa nơi đỉnh bảo vật. Kính thưa quý vị, giải đất Âu Lạc Việt Nam xinh đẹp vốn là quê hương của biết bao vị minh sư lỗi lạc. Ngày nay, chúng ta tự hào có sự hiện diện của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư, một bậc thầy tâm linh cao quý và đồng thời là một nghệ sĩ tài hoa. Ngài đã cống hiến cho nhân loại một cách vô vị kỷ, hầu an ủi và nâng đỡ những mảnh đời còn nhiều thăng trầm, dẫn đưa đời sống tâm linh của họ đến bến bờ đại giác. Điểm đặc biệt của chương trình là chúng ta sẽ được kết nối trực tuyến với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Vâng, chúng tôi xin được kết nối với Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Con xin chào sư. Xin chào. Chào tất cả quý vị. Có nghe rõ không? Dạ, rõ ạ. Ok. Cảm ơn quý vị đã đến từ đường xa xôi để gặp nhau trong buổi lễ đặc biệt hôm nay. Trước hết, cảm ơn quý vị thật lòng. Xin quý vị cho một phút mặc niệm để tưởng nhớ những nghệ sĩ đã quá cố. Thí dụ gần đây, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhạc sĩ Phạm Duy và những nhạc sĩ và nghệ sĩ khác đã lần lượt qua đời, để lại cho chúng ta những niềm thương tiếc vô cùng. Xin quý vị một phút mặc niệm cầu nguyện cho linh hồn của những vị đó, và cảm ơn trời Phật đã dẫn dắt họ lên những thế giới tốt đẹp mà họ xứng đáng hơn. Phút mặc niệm bắt đầu. Xin cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn sư phụ ạ. Vâng, chúng con xin được cảm ơn sư phụ đã ưu ái dành thời gian trong lịch trình vô cùng bận rộn của Ngài để quý thân hữu cũng như các nghệ sĩ có cơ hội được trò chuyện cùng sư phụ. Xin cảm tạ Ngài, sư phụ kính yêu. Tôi phải cảm ơn quý vị chứ. Cảm ơn quý vị đã tổ chức buổi lễ vô cùng đặc biệt. Cảm ơn những quý vị đã tổ chức chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn đặc biệt những vị nghệ sĩ đường xa, lặn lội đến thăm chúng tôi. Tôi rất lấy làm cảm động. Cầu chúc quý vị ngày nào cũng được vui vẻ, hạnh phúc, cũng như những sự vui vẻ và hạnh phúc mà quý vị đã đem đến cho thế gian từ nhiều năm qua. Tôi không biết nói gì hơn. Xin cảm ơn quý vị. Tận trái tim của tôi. Thay mặt cho mọi người trên thế giới, cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin lỗi, không biết tại sao mà gặp quý vị cái cảm động như vậy. Thôi quý vị tiếp tục chương trình đi. Dạ, xin cảm ơn sư phụ ạ. Được sống trong an bình và hòa hợp là khát vọng của muôn người. Và người nghệ sĩ được ví như con đò chuyên chở những khát vọng qua lời ca tiếng nhạc của mình. Sau đây, chúng con xin kính mời sư phụ và quý quan khách thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sĩ tài danh cùng hội viên Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư tại Âu Lạc trình diễn.
Tôi yêu tiếng nước tôi, câu hò thanh thang, chuyện kiều thanh thoát, lời du dịu dàng. Tôi yêu đất nước tôi, hương giang trầm lắng, cửu long phì nhiêu, hồng hà sống động. Tôi yêu dân tộc tôi, nòi giống tiên rồng, anh hùng hào kiệt, lòng dân hiền hòa. Cảm ơn nhạc sĩ Phạm Duy đã dệt nên bản tình ca bất hủ thay cho tiếng lòng người dân đất Việt. Vì yêu, yêu nước, yêu nòi, ngày xưa tôi hát nên bài tình ca. Ruộng xanh tươi tốt quê nhà, lòng tôi đã nở như là đóa hoa. Kính mời quý khán giả từ ái thưởng thức bản tình ca của nhạc sĩ Phạm Duy qua giọng hát truyền cảm của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương với phần múa minh họa của vũ đoàn Modern. Chờ sức
nông phu đội sương nắng bên bờ ruộng sâu, vài ngàn năm đứng trên đất nghèo, mình đông ra sắt không phai màu. Dắt dìu nhau vào đến Cà Mau, áo ơi tôi yêu biết bao người lý lê chân và còn ai nữa, những anh hùng của thời xa xưa, những anh hùng của một ngày xin được cảm ơn sư phụ. Và chúng ta cũng xin được cảm ơn phần trình diễn diễm tuyệt của ca sĩ thuần chay Hồ Quỳnh Hương và những nghệ sĩ duyên dáng của vũ đoàn Modern. Một lần nữa chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay thật lớn được không ạ? Xin cảm ơn quý vị. Và nối tiếp chương trình, xin trân trọng kính mời nữ diễn viên tài danh của làng điện ảnh Âu Lạc, nghệ sĩ ưu tú Hương Dung, chia sẻ đôi lời với ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư cùng quý văn nghệ sĩ. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt dành cho nghệ sĩ ưu tú Hương Dung. Wow. Wow. Chào cô. Xin kính chào ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư. Chào cô Hương Dung, người đẹp. Xin kính chào quý vị cùng tất cả quan khách. Hôm nay tôi thực sự rất vui mừng khi được có mặt tại đây trong buổi giao lưu này. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã khai sáng và dẫn đưa muôn người hướng về chân thiện mỹ. Những tác phẩm nghệ thuật được tạo ra từ chính đôi tay khéo léo và trí tuệ uyên bác của ngài, như lời gợi nhắc về cội nguồn chân nguyên cao quý của mỗi người. Những tác phẩm thơ ca của Thanh Hải Vô Thượng Sư như hơi thở ngọt ngào, như hương thơm của cỏ cây hoa lá. Những họa phẩm của ngài vừa tinh tế vừa khéo léo, tượng trưng cho trời và đất. Mộc mạc thôi mà sao thấm đẫm trái tim của mỗi người. Tình yêu thương đồng loại, sự sẻ chia với những mất mát của muôn người từ khắp năm châu, những nghĩa cử cao đẹp đó đã đi vào những tác phẩm thơ ca. Những nơi ngài đi qua, tình yêu thương và tâm thiện gắn kết hiển lộ và đâm chồi.
Ngài nâng niu từng cánh chim, Ngài che chở mọi vật vô tri vô giác. Tất cả tình yêu thương đó đều có trong thi phẩm của Ngài. Những đôi bông tai xinh xắn, những chiếc nhẫn đủ màu sắc, những đồ trang sức phụ kiện để làm đẹp đều mang hơi thở của thiên nhiên, của lòng từ tâm bác ái. Chúng ta như cảm nhận được, như nhìn thấy, nghe thấy đâu đó trong những tác phẩm nghệ thuật của Ngài một lời nhắn gửi: hãy dành cho nhau tình yêu thương đích thực của con người, hãy yêu thương bạn thú vật thân thương và hãy chung tay bảo vệ họ, hãy sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, hãy đan tay nhau giữ cho địa cầu mãi mãi xanh. Thanh Hải Vô Thượng Sư, Ngài hội tụ sự kết tinh của cầm kỳ thi họa. Ngài không chỉ là một vị thầy tâm linh cao đẳng, mà còn là một nghệ sĩ đúng nghĩa. Kính chúc sức khỏe Ngài. Còn rất nhiều linh hồn khát khao giác ngộ, nên cần lắm sự hiện diện của Ngài. Kính chúc Ngài vạn sự lành, nguyện cầu ước mong của Ngài cho địa cầu thành tựu viên mãn. Ăn chay để tự cứu mình, ăn chay để cứu địa cầu. Hãy chung tay giữ cho trái đất này mãi mãi xanh. Xin cảm ơn. Cảm ơn cô, cảm ơn cô. Cô nói chuyện giống như một người tri âm. Cô hiểu lòng tôi còn hơn tôi hiểu tôi nữa. Cảm ơn cô rất nhiều. Cảm ơn. Trời Phật bảo vệ cô. Vâng, chúng con xin cảm ơn sư phụ và xin chân thành cảm ơn những lời chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hương Dung. Viết bài đẹp quá. Với tầm nhìn cao rộng, với tấm lòng thương xót chúng sinh đang trầm luân trong cõi nhân sinh, bậc thánh nhân Bồ Tát phát khởi tâm lành. Vì ta nên xả thân này, vì ta là khắp muôn loài chúng sinh, vòng quanh trong cõi vô minh, hằng xa số kiếp tử sinh xá gì. Và rồi các ngài đã không ngại ngần chọn lựa hy sinh, đổi những gian truân để lấy niềm an vui hạnh phúc cho muôn loài. Kính mời quý khán giả cùng chúng tôi cảm nhận sự giao hòa của những xúc cảm tâm linh với ca Huế, sự kết hợp của dòng nhạc dân gian và nghệ thuật nhã nhạc cung đình qua tổ khúc Chầu Văn, Xuất Gia, Đóa Sen Bồ Tát và Khuyến Tu. Phổ thơ Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư với phần thể hiện của các nghệ sĩ danh ca Huế, Phong Thủy, Thu Hằng và Kim Tuyến. Thank you.
God, so beautiful. Thank you. Thank you. Cảm ơn quý vị. Hát hay quá. Hát hay mà đẹp nữa, người cũng đẹp nữa. Vui vẻ. Vui vẻ. Người có người đã thân kính. Sư phụ cũng biết hát tiếng Huế này nha. Hát giọng Huế tôi cũng biết. Có nghe rồi hả? Sư phụ ơi, vậy sư phụ có thể hát tặng cho tất cả mọi người một câu thơ giọng Huế không ạ? Vâng ạ, một câu thôi ạ. Hồi đó trên TV nghe rồi mà. Có một lần chị Hai hát đó, cái bài mà tặng cho vị hôn phu hồi xưa đó. Thôi được hát một hai câu thôi nha. Ha. Dạ vâng ạ. Đâu dám múa liều qua mắt thợ. Nhưng mà cái giọng hơi khang tại đổi chỗ rồi ho. Người về chỉ thấy có hoa vườn xưa. Phường xưa chư hiếu quẩn, ô tang tình tang, buồn ở nhà, ô tang tình tang. À, rồi à, bấy nhiêu đó được rồi. cảm ơn. Rất hay sư phụ ạ. Chắc hồi xưa có trên TV, quý vị quay lại nghe được rồi. Bữa nay giọng không tốt, không dám làm phiền, là không dám làm phiền mấy cái tay của quý vị. Thôi được, tiếp tục chương trình nha, cảm ơn. Chị Hai cảm ơn. Dạ vâng ạ, chúng con xin cảm ơn sư phụ ạ. Kính thưa quý vị, mặt trời vầng thái dương rực rỡ, nguồn sáng, nguồn sống của nhân gian. Đắm mình trong ánh sáng mặt trời, bông hoa ngời sắc thắm, quả ngọt thơm chịu nạnh lồ cành. Ánh dương dịu dàng soi sáng trên vạn vật, không phân biệt cao thấp, sang hèn, sắc tộc hay màu da, cỏ cây hay muôn thú. Cảm tạ mặt trời, cảm tạ những điều lớn lao và bình dị mà mặt trời trao tặng cho nhân gian. Sau đây, kính mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc Bài ca mặt trời với phần trình diễn của nam ca sĩ nổi tiếng Hà Okio. Anh được Tổ chức Bảo vệ Động vật PETA bình chọn là nghệ sĩ trường chay hấp dẫn nhất thế giới năm 2013. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt cho ca sĩ Hà Okio. Từ tia sáng của anh sương long lanh trên cành, địa cầu ngát màu xanh và ấm áp trong an lành, lòng hân phúc chào dâng đón anh nơi này, tình bạn hữu thủy chung ở khi lễ tâm đầy vơi. Tri ân từ ngữ thế gian vốn xa lạ, lời xưng tán dù cao xa đều vô nghĩa trước linh thứ huy hoàng. Nào ai thể hình dung vắng bóng anh sẽ thế nào? Dòng lệ thấm nhẹ rơi, bài ca hát lên từ hồn tôi. Thank you.
chưa? Bài khó hát mà hát giỏi quá. Bài này khó hát ha, không ai hát được đâu. Cảm ơn nha. Ok. Vâng, vừa rồi là ca khúc được phổ từ thi phẩm cùng tên của bài ca Mặt Trời của ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư ạ. Vâng, và một lần nữa chúng ta cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Hà Okio rất nhiều. Một người nghệ sĩ đã rất là nhiệt tình đến với chương trình từ rất sớm. Và quý vị ơi, một tràng pháo tay thật lớn nữa dành tặng ca sĩ Hà Okio được không ạ? Ok. Xin cảm ơn tất cả quý vị.